trâu bé dậy xin rừng ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít đến lâu tung cánh về châu động tiên vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trăng thành đường uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo đất nơ sỏi đá ong một bầu sơn thủy thông dòng ý ai thong dong đồng đăng biên giới thì cùng thất khê trăm thứ quả hải về rừng mẫu hái rau bí củ đậu măng tươi cơm mà làm rau sáng củ bàn chi âm đồng đào tà hữu áo đen tràm kiểu điệu thướt tha gót tiền quẩy lắng hái trà hai sao non tú lờ sao quay miệng trầu cười trăm bông hoa đua nở hát tiếng mường tiếng thổ tiếng kinh đàn thông dạo khúc thanh bình đàn thông a dạo khúc thanh bình sinh ngô sao chúc tình tình hòa ca khi dạo cảnh bảo hà thác khai đền đông quương đức đại tội linh tử
duyên quang cảnh chi hữu tình. Cấm một tòa thạch động, đèn ỉ la lồng lộng ngôi cao, cây xanh trầu mắt võng đào ý à. Về đồng làm lễ dâng nhang, kêu cầu tâu đối mười phương độ trì, tay dâng nhang niệm niệm từ bi ý à ơi à. À, quả thực sống lên đó, lòng tin mãi thinh ngơ chủ tiên vẫn cát thôn quê đất phủ xây, vẫn cát ná thôn quê nghĩa hương thiên bản nhà lê sáng chân, để nhất thiên tiên trên thiên đình bỗng ba để nhất ná thiên tiên thì vẫn công chúa trên thượng thiên giáng về. Lối hương xa nhiệt pháp xây mong muôn chữ quan hải hội, giác vân tùy sứ kết tường vân thanh nghi hương vân chữ quan thiện toàn tân. Nam mô hương vân cúng sang bồ tát ta tát, nam mô hương vân cúng sang bồ tát ta tát, nam mô hương vân thanh xa hồi cung. Đệ nhị trên ngàn dâng văn, mẫu bà đệ nhị trên ngàn tích xưa hiển thành trong đền sông sơn. Trên đàn hải ngạt lô nhiệt minh vương, xa du tử mẫu lưỡng vô lưỡng hòa đùa đắp thanh hương trí tâm kim cương nhật chú viên tập phương. Nam mô hương vân cúng sang bồ tát ma tát, nam mô hương vân cúng sang bồ tát ma tát, nam mô hương vân thánh gia hồi cung. Thanh mẫu đệ tam ma cung thỉnh mây, thanh mẫu đệ tam ma thích lân lòng nữ tự đền là thoại cung. Dưới đình chân thương phân khởi xung thiên thượng đệ tử kiên thanh nhiệt tại kim lô phong cảnh các nhân luân tiết biên mang tập phương tích nhật xa dô miễn nạn thưa tai chướng. Nam mô hương vân cúng sang bồ tát ma tát, nam mô vân thần thanh gia hồi cung. Thank you.
định cũng tốt tươi dùng nghề vốn sẵn từ trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhất lập đàn cơm làm mê thịt nghi thầy chú bà già phép em chú tiên ni sát quỷ trừ tà thank you.
đôi hàng lệnh truyền văn võ đôi hàng thiên binh vạn mã hà kéo sang lệnh truyền thiên đội vạn cơ văn văn sơ dâng lên tương lai văn sơ dâng lên đức ông trường sáng chúa phê dành dành phê cho khi để tràn sinh trần thế biết tay oai ra trần thế biết tay ngự lên đồng tử để cứu dây nhân gian cứu cho đâu đó bình an khai quang dòng nhan tập ngờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã thích tăng cũng giang kim phục hoàng lân cần thành chúa tiên trung vương gia lăng thập cờ ân từ bi lân bất chúng sinh phù cát kim đính lễ khai quang thập cờ diệu quang minh chiếu từ trung
Vinh quang bảo điện tư thượng phụ Phật viên cung cảng phụ điền tiến lễ phát hành biểu quang phát tông thỉnh Phật tuyên vinh cung hình tam phủ đục mệnh tứ phủ tiến trình căn mệnh bái hiến tiền hoàn tiến cống sơn trang tiền hoàn túc trái khai cung tài mở cung lộc chắc giáng dương đồng cao thỉnh ôn bộ bá khí cô hồn cầu lộc cầu tài tông ách trừ tai cầu bản mệnh bình an duyên sinh trường họ lộc tài quảng phát gia đạo hưng long bản điện tối tú anh linh thập phương tín thí lợi lạc sự tinh thần đệ tử tiếu tự trần bản mệnh sinh giáp tuất liên hành canh nhị thập thất tuế hiệu đồng minh quang hiếu hợp đồng can chi tiến cúng khất cầu bản mệnh bình an thần cùng đa các cánh lộc tài vượt tiền mãi mãi hành thông thức nhật bái can bọc bệ phủ giám phàm tâm ngôn niệm thần đáng sinh từ đường thế số huệ tiên cung tác cả càn khôn phú tai trí hẳn ân cảm phật thánh cuồng thủ trì đức cùng tiên lễ cầu an giải nhất thiết chi tai hương nhạ hà sa di các khánh gió thị tiên nguyệt các nhật thu thiết kim ngân hương hoa lễ vật tịnh cúng phu trần cung như sơ văn hiển thân nước thấu cung vi nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn ninh cảm quan thế âm bồ tát hồng liên tọa hạ tam giới tiền chúa tứ phủ vạn linh công đồng thanh đế ngọc bệ hạ thiên địa tam tòa vương mẫu vịnh hoàng thái tử vương quan chư ban công sai công chúa cung quyết hạ trần triều hiển thánh nhân vũ hương đạo đại vương ngọc bệ hạ tả văn quan hữu võ vương bộ hạ linh quan vị tiền cung võng công từ đồng thủy siêu giám phụ nguyện đức đại vương phủ ân hoàng bảo định thần đẳng quốc lai tai tấm tứ thời có bản ách chi sâm cát tiết cung tiêu gia môn hưng vượng nhân vật tình an thương mại hanh thông lộc tài vượng tiến tán thần hạ tỉnh vô nhuận kích tiết thực danh chi trí cẩn sớ tiên vận canh tí niên bát nguyệt sơ phúc sinh tôn nhật thần đệ tử khấu đầu hòa lam tuyên bạch người trần gian đi dâng canh sớ hồng trình trước công đồng Phật thanh về chứng minh đệ tử có sớ lễ trình. Anh thấy ban tưởng cho lời kêu tiếng khấn của pháp sư hả? Thế bảo long vân khánh hội các nhà cương thời nhỉ? Cho anh em ta về đây chứng đàng chứng lễ nhỉ? Trước là anh lời vàng tiếng ngọc cho thanh đồng đồng trưởng họ Hoàng nhỉ? Đầu còn xanh tuổi còn trẻ thanh điều áo thắm bắt ghế cho vợ ông ngồi làm ngôi cho vợ ông ngự nhé. Thế từ nay trở đi từ giờ về sau ông độ cho bản điện minh quang bảo điện đông con nhang bắt ngài đệ tử thanh đồng được bắt sách vật thánh chắc tự ấn mà vững tay quyết để trừ tà sách quỷ diệt âm dương á. Bách khanh bách thưởng cho mẫu thân phụ thân ghế của họ Hoàng nhé. Tuổi cả niên cao đồng hành của đồng đền thủ điện nhá. Yeah. Ông độ cho từ nay trở đi từ giờ về sau anh khang thịnh vượng vạn sự như ý hả? Thể phúc lại tài tống nhá. Bách khanh bách thưởng cho Tây Quỳnh Tây Quế tứ trụ hầu tâm kế cạnh đôi hàng tách ra trăm họ nhá. Yeah. Nhà nào phúc đấy nhá. Yeah. Theo tiếp thêm quả phúc cho phu thê họ Trần nhá. Yeah. Một đám mi hồng vân đi quật lại mảnh tinh linh linh xuất xuất ngoại chợt chợt xa trời riêng đi một cõi người bàn tiên tiên thai mười ba ngoài cửa bẻ khắp trầu bẻ trèo quế buồm mình
không. Thành ra cô nhẫn cũng tỉnh mời thánh cô đệ nhất anh linh nghi tỉnh cô loan ra ngự về đàn duyên đi. Trên ngai vàng trông ơn đức thánh nghi dưới sân rồng nghi phụng sợ sứ nghi vương cô đôi tối tối lương nhờ nghi cô tối linh nghi dân chúng được ơn nhờ nghi cô túc giáng nghi đạt duyên ngự về. Tên gọi đại hoàng đệ nhị tối linh nghi tên gọi đại hoàng tình cô đoan ni ra đàn tràng thì chúng mình là nghi bay lâu lâu đài can vị chính cung đào tiên hé nở non bông tay ấn
năm nghìn tay anh có dư tam mươi đạo phù Phật tổ đã truyền ban thần phù chỉ thiên thiên ban. Thank you.
lầm rồng út ngọc còn yên đồng đào hé tờ đôi tiên ý xuất hình cần cầu cho bỏ cùng sinh ý. Trèo về bản đền đây nổi tiếng du quan du thuyền cộng trèo từ quan du họ biển đông đông trèo về quan du về về Hạ Long quan du trèo đi khắp mà quan du thuyền cộng đi 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 đâu quan du lỗi hoàng đi gì quan du cho được bình quan du cậu lại trèo quan du trèo lên trên trời quan du quan hai quả đào tiên quan du dâng lên vua thượng đế quan du lấy đông dành cho đồng quan du
nổi trận gió đông quan du thuyền cậu băng băng quan du cậu mới nhớ ra quan du hôm nay là ngày quan du mùng một tháng tám đang tiếp trận quan du lễ cậu nhật tâm quan du mở tiệp hai điện quan du cậu trèo một thôi trèo về đèn trần sang đèn cố chạy quan du cậu lại trèo vô quan du về tỉnh nam định quan quan du về bản điện đây điện đây là đến tới điện cậu ơi còn xin cậu gác mái trèo ơi cậu lên điện khoan nó đinh tám đạo vui nhà
già tốt tươi, già bầu chơi non nước đôi nơi. Có phen về tới tinh đô phép ma hay biển hiền đi thần cơ nhiệm màu sửa sang gương lược trầu cao nghi 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 Thank you.
luôn muôn loài Chúa soi cho già trẻ càng dài tu san tịnh vượng lòng lòng tay chiếc gậy son ni Chúa dựng phía sau ni
màu xanh. Chúng ngồi đón lòng trần còn đau xót thương trần phàm mà bao kẻ u mê như xưa tay tổ chiều lê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sâu sáng đời đời ban cho chúng họ đời đời sâu sáng. Diệu tâm thiên yên ninh ninh đủ tuần hàng bàn tiên bồi đàn nạn lưu lô diệu tâm mặn mặn biến đồ ba phò quạt ngà phé bảy thần tiên giang trần tốt tươi mọi vẻ thanh tân nì nghi 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 ai trần an về đồng điểm vân vân tô trang về đồng điểm vân vân tô trang tay cầm đàn tính liễu la liễu lường chúa phán ra trăm điểm mãi quê nhà đền lâm thao nghi cao mãi quê nhà nghi anh linh chắc giáng đi chú bà ôi năm yêu rõ ràng nam thương nghi năm yêu nghi rõ ràng nghi bố phương bản cảnh nghi chúa bà nam thương nghi vâng nhân nguyện đêm ngày soi tỏ chúa thác bờ dục nghi giữ can cốt lô nhô đã mọc đầu nghi giáng sinh dòng họ mường nghi áo trắng đai xanh
đài xanh đứng đeo xà tích ở bên mình mình ở đời bạn phượng hoa cài chấm chấm sắt vầng tràn xinh vẻ mắt mắt càng xinh môi son nở đỏ sân nhang miệng đêm từ bi loại cảnh bài xa hay đôi chiều lục cung nàng ngân nàng ai vốn dòng sơn sang tình tình hay mang chúc mang giang ý à ơi à Oh, yeah.
một hoa rực rỡ. Chúa tháng về đồng trăm hoa ngắm nhìn theo. Chúa tháng về đồng trăm hoa ngắm nhìn theo. Mặt lòng anh hoa đào thắm, đôi chân hài dịu dàng khoan bước xuôi dọc danh hoa đào thắm, vang tiếng nhạc điều khen xa bờ. Trên sườn núi sau lưng đèo người miền đi về. Người mang họ rủ nhau xuân sang tầm khách hòa đào ai lễ mẫu nghi sớm ni trang hòa bình. Quyền thu tam giới uy phong pháp màu.
lục chi thần thông nghi quyền phù tam ma giới uy phong y phép màu chiếu hình nhân bái trước cộng đồng hình nhân bái trước cộng đồng xin quan hạ bút ni chúa về rõ ràng về cho đôi chữ bình an muốn
loài quỷ mị khiếp dục sơi. Thank you.
ơi thần yên lãnh quan sai hà mã thủy thần tự nhiên dâng nước xoay vần vần thì mưa xa phù Phật tổ đã truyền ban thần phù chỉ thiên thiên ban dâng cành sơ hồng người trần gian đi dâng cành sơ hồng trình trước công đồng quan đệ nhị chứng minh đệ tử có sơ lên trình khai khẩu khẩu thông tiếng khai tâm tâm hoan hỷ khai túc lăng bộ khai quang thập cờ diệu quang minh chiếu hình nhân trước cộng đồng hình nhân bái trước cộng đồng xin quan hạ bút ni chúa phê rõ ràng phê cho đôi chữ bình an à. Chứng giang đàn tràng quan phê chứng giang đàn tràng độ cho đệ tử an khang đời đời độ cho đôi chữ tràng sinh
khoảng tam giới quyền hành. Sinh sát lương cảm khôn lăng quát trong tay khẩm mỹ thừa thượng đế xưa nay quyền hành giám sát ni chức ni dạy tiên cung. Thank you.
dâng một chiến nhang thanh tâm, dâng một chiến nhang tấu về thủy phủ, các quan các tòa chúng đó thực chúng diêm la. Hai cung dòng nhan thập cơ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cung giảng kim phục hoàng lần gần anh chúa tiền trung vương văn văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên quan về tô đôi chúa phê dành dành về cho kỳ nữ trang sinh khai khẩu khẩu thông tiếng khai tâm tâm hoan hỷ khai tốt lăng bộ hành khai quang thập cờ diệu quang minh chiếu hình nhân cũng thỉnh như lai điểm khai khai thiên nhẫn thiên nhẫn chiếu quang minh bái trước cộng đồng hình nhân bái trước cộng đồng xin quan hạ bút ni chu phê rõ ràng về cho tiếng chủ bình an. Cờ siêu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cung cung sàng kim cầu cầu hoàng lần gần thánh chúa tiên trung dạng nghi không
ra tay cứu vớt trừ nguy biên. Tiếng lệ ngàn tung với non sông. Trải giang tê lên ngàn quan xuống biển, lành lành giang từ quý thiên danh. Đèn thờ quan tán tiếc kiều vàng, long châu hồ phục hành mà rất uy. Một khi truyền quân lấy ngọc lưu ly, đùng 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 dâng nước phép thì không không ai ta. Qua đại giang sông thao sông cả, kéo quân về đóng ngã ba tranh. Sương cá đã hát tập tành thơ vịnh làm tranh nghi chơi bời. Tan tiệc rồi về chơi nơi thủy phù, dòng nóng cân đài áo mũ vào tù. Độc độc tự theo hầu vào tô phương phục gia chồng. Trải giang tê lên ngàn xuống biển, lạnh giang từ quý điện danh danh. Đèn thờ tan tiếc hiệu và long châu nghi hồ phục hành bàng rất uy. Hoa tức thì xa lâu đài điện, nghe dòng nước về thoái quốc khí. Truyền quân lấy ngọc lưu ly, cồn cồn dâng nước phép thì không ai đa. Qua đại sang sông thao con sông sông hà, kéo quân quân về đọc đọc ngã ba tranh. Sương ca đã hát tập tập tành từ ngâm phú lục lục đàn tranh chơi mờ. Tan tiệc rồi về chơi nơi thái thù, dòng cân đài ý mũ vào tàu. Biệt hoa vô nghệ an thượng hạ đại gia, thiên dòng trăm mái treo ngang khi chơi tu lịch lúc lúc sang sông Tam Cờ. Dạo thần thơ ngạc nhiên chơi lam đảo, chuyển chữ quân nhị đạo tiền phong. Chim kêu cờ phất trong dòng, bè sau thuyền trước giữa dòng lấy đấy. Trong cầm cánh chim ca inh ỏi, nốt nốt tầm vàng chim nổi sứ môn. Chiều thần văn võ bách bách quan, sai quân đón rước con lớn đệ tam về châu.
góc ngoài sân rộng cả chục chén tiền thanh ra ngồi tiếp bằng lo hoan đi thì mời quan đệ tử thanh ra ngồi lẫm liệt tung hoành ra ngoài lẫm liệt đi tung hoài sư ta ngày sát quỷ nên dành ngập tương tài lòng tài phú quý an khang đời đời về cho sức mạnh khang
diệu quang minh chiếu từ trung. Bái trước cộng đồng hình nhân, bái trước cộng đồng, xin quan hạ bút ni chua phê rõ ràng về cho đôi chữ bình an. Chiếu từ trung lạ thích tăng cung giang kim hồng hoàng lần cận thánh chúa tiên trung vương. Có anh ta về đây có số anh định số, có giấy anh định giấy, có mã anh định mã nhở, có trình quan trình, nể quan dưới đẹp lòng quan trên, êm lòng quan dưới á. Các quan. Chặt tung 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 hoa
hoành. Lâm liệt oai hùng đau trang sĩ. Ngàn năm năm mi lưu đề dâu hồ nhớ người trang sĩ tài danh chí tuyệt vời. Dẫu rằng nước chảy qua trôi sông tranh còn đó công người vẫn còn ghi. Tiếng loa đồng hỏi nước sông tranh thành long đao giết giặc tung nghi hoành là ai. Sông tranh nghi cất tiếng trả lời đào quan đệ ngũ nghi sáng ngời chiến công. Ngựa chiến đao thần sông pha ra trận sinh nghi tử vì đời chúng chúng yêu chọn đạo vua tôi trên phố Ninh Giang còn lưu truyền thăng tích ngôi đền thờ kỳ công cần lưu lại dấu oan khiêm. Kỳ cục yêu hát trăng non bên trong bên đục nước tuôn đôi dòng trên bàn hát đôi long trầu phục mê lốt tam đầu quần phúc trầu đề lệnh quan truyền tứ trụ đôi bên quan quần loan giá ngự lên rước sập lòng sắc vô phong ngài kim chi tam giới hay chóc tà sát quỷ trừ tinh tôn quan tuần vạn phép muôn linh quyền ngài cai quản thiên binh binh nghi nhà trời ở đồng trời bình quyền mong quý đường đi trời khí đoan trang thanh gia bát hải động định con đức vua.